Chào mừng các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong thủy tử vi. Hôm nay tôi muốn chia sẻ tới các bạn một video có chủ đề về nhân tướng học. Đàn ông sở hữu nét tướng của phụ nữ sẽ ảnh hưởng thế nào tới vận thế? Những cô gái trẻ hiện nay thường hâm mộ những anh chàng trắng trẻo, dễ thương, mang nét nữ tính. Tuy nhiên, đàn ông mà sở hữu nét tướng đó thì chưa hẳn là tốt. Hãy xem đàn ông có tướng phụ nữ sẽ ảnh hưởng như thế nào tới vận thế. 1. Tướng tay hình hoa lan. Phụ nữ có tướng tay hình hoa lan thường rất cẩn thận, làm việc gì cũng hết sức chuyên tâm. Nhưng nếu một người đàn ông mà có tướng tay như thế này thì sẽ hoàn toàn khác. Đàn ông nếu có tướng tay hình hoa lan thì thường thích soi mói khuyết điểm của người khác, không chịu lắng nghe ý kiến của bất kỳ ai. Vận mệnh cả đời của người này cũng chỉ ở mức trung bình, không đạt được nhiều thành tựu gì đáng kể. 2. Giọng nói nhỏ nhẹ như phụ nữ. Một số người đàn ông nói chuyện rất nhỏ nhẹ, âm điệu giống như một người phụ nữ. Kiểu người này cả đời vận thế đều bất định, số mệnh không tốt. Hơn nữa có thể sẽ khắc vợ, còn dễ dàng hao tài tốn của. 3. Chân mày nhỏ, uốn cong. Một người phụ nữ nếu sinh ra có được đôi lông mày hình đa liễu thì sẽ rất xinh đẹp. Nhưng nếu một người đàn ông lại có tướng lông mày này thì chứng tỏ người này rất nữ tính. Bất luận là trong cách suy nghĩ vấn đề, thực hiện công việc hay tính cách đều rất giống phụ nữ. Người như vậy thông thường đều không có sự nghiệp tốt đẹp. 4. Râu rất ít hoặc không có râu. Một người đàn ông nếu râu rất ít hoặc không có râu, báo trước người này tuy nhất thời có thành tựu trong sự nghiệp hoặc trong nhà, lưu lại rất nhiều sản nghiệp, nhưng cuối cùng đều sẽ tiêu tán hết. 5. Miệng nhỏ, môi mỏng. Người ta vẫn thường dùng hình ảnh miệng hoa anh đào để hình dung vẻ xinh đẹp của người phụ nữ. Nhưng nếu tướng mạo đẹp đẽ này đã ở trên một người đàn ông thì cả đời anh ta sẽ vô cùng vất vả, mệt nhọc, hơn nữa còn dễ dàng chiêu mời thị phi. 6. Tư thế, động tác nhu mềm. Dáng vẻ thiết tha, mềm mại chính là tướng tốt của người phụ nữ. Nhưng nếu một người đàn ông trong công tác bình thường hay lúc nói chuyện mà động tác, tư thế đều mềm mại, vô lực, không có khí chất mạnh mẽ của người đàn ông, vậy thì anh ta làm việc gì cũng dễ dàng xuất hiện sai lầm, vận mệnh cũng nhấp nhô, bất định. Vậy thì đàn ông có những nét tướng nào thì sẽ có phúc khí? Đối với đàn ông, nếu tại mấy vị trí này mà đầy đặn một chút thì tất sẽ có phúc khí. Vì đàn ông không thể quá gầy bởi nó sẽ khiến cho người ta có ấn tượng không đáng tin cậy, nhưng cũng không thể quá mập. Tuy nhiên, nếu mấy vị trí này trên cơ thể nam giới mà đầy đặn một chút thì lại chính là có phúc khí. 1. Mũi đầy đặn. Trong nhân tướng học, chiếc mũi có vai trò vô cùng quan trọng, bởi vì chỉ cần nhìn thấy tướng mũi là có thể đoán biết được sự nghiệp của người đàn ông thành công hay thất bại. Sống mũi cao, thẳng, to tròn, đoan chính, không có nốt ruồi chính là tướng mũi tốt. Mũi to tròn đầy đặn thì sự nghiệp của người đàn ông sẽ thuận buồm xuôi gió. Đàn ông mũi đầy đặn là người có tài, có sự nghiệp, có khả năng mang lại cho người khác một cuộc sống sung túc. 2. Cằm đầy đặn, tương tự hai cằm. Cằm đầy đặn thoạt nhìn tựa như có hai cằm, nhưng cũng không phải là người mập mạp. Rất nhiều người có dáng vừa phải cũng có thể có hai cằm. Người này có tính cách rất bao dung, tấm lòng rộng lượng, trong tình yêu biết cảm thông cho đối phương. Cho nên nếu có thể gặp được một người đàn ông này, phụ nữ chính là có phúc khí, anh ta sẽ là chỗ dựa vững chắc cả đời. 3. Phần cổ tay đầy đặn. Người có phần cổ tay đầy đặn thường rất chăm chỉ, tiền tài cũng kiếm rất dễ dàng. Hơn nữa, cách cư xử của người này rất linh hoạt, bất kể là ở nơi công tác hay nơi làm ăn buôn bán đều có thể xử lý rất tốt. Phụ nữ được gả cho những người đàn ông như vậy thì chính mình cũng không phải vất vả làm việc, có việc gì anh ta đều muốn gánh vác hết. Sống cùng với người đàn ông như vậy, hôn nhân thế nào không hạnh phúc. 4. Phần eo đầy đặn. Người đàn ông mà có phần eo hai bên đầy đặn hoặc to tròn không những tăng thêm vẻ cuốn hút nam tính, mà trong nhân tướng học chính là một loại tướng tốt. Phần eo có lực, bạn có thể hiểu rằng là người đó chịu được khổ cực. Phần lưng phía trên eo đầy đặn nói rõ phúc vận, tài vận đang tới gần, mà thị phi càng lúc càng xa đi. Người đàn ông như vậy chính là có tiềm lực rất lớn. 5. Phần bụng đầy đặn.
Phần bụng đầy đặn nhưng không phải là bụng bia, mà là tại vị trí bụng có phần thịt nhô lên mà lại hướng xuống phía dưới. Nếu như ở vị trí bụng dưới có một chút lông thì càng tốt. Cái này tượng trưng cho phúc vận tương đối dài, sẽ không thay đổi nhanh chóng. Gả cho một người như vậy thì người phụ nữ có thể thỏa mãn được mộng tưởng cả đời êm ấm. 6. Phần mông đầy đặn. Phần mông to tròn đầy đặn nhưng không liên quan tới chuyện béo hay gầy, mấu chốt là có thể giữ chiếc quần ở vị trí cố định. Người có cửa mông này thường làm việc rất kiên nhẫn, hơn nữa cũng rất giỏi quản lý tài sản, giúp gia đình có thể tích lũy và ứng biến được bất kỳ tình huống nào. Và cuối cùng là lòng bàn chân đầy đặn. Lòng bàn chân có phần thịt tương đối rõ ràng nhô lên, nói rõ ràng sẽ có quý nhân nâng đỡ, được người khác giúp đỡ, trợ giúp hoặc tự thân sẽ gia tăng phúc vận. Thông thường kiểu người này đến năm 30 tuổi sẽ phát đạt và phát triển làm ăn rất tốt. Cảm ơn các bạn quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được video mới nhất. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai.